Vĩnh Hy là một trong những vịnh biển đẹp nhất Việt Nam với nét hoang sơ, thơ mộng, yên bình cùng với nhiều loài hải sản phong phú. Đây là điểm đến không thể bỏ qua khi đến Ninh Thuận. Công nhận ra cái nhà xinh đúng không? Santorini. Ôi dồi ôi. Mày thấy không? Sáng sớm mà trời mưa cũng đẹp đấy chứ bộ. Mày không ai như mày, tao với mày thay vì buổi sáng sớm uống cà phê không? Uống rượu cho nó máu. Ê, sao? Cái này của ai? Đây là một trong những căn nhà đẹp có view sát biển của một nữ doanh nhân. Ai? Madame Hoàng. Trời đất ơi. Ủa, con ba hàm mày của tao đi tao rành lắm mày ơi. Thì đó, mày không biết. Không, đợt trước tao biết đó là ra đi nó mua căn nhà cái này thôi hả? Ghê chưa? Tao thấy nhiều căn nhà giống nhau như vậy lắm. Hai cái nhà trắng xanh là của em. Trời đất ơi, ghê thật nha. Vì em là người ngỏ lời mời sau khi thêm chương trình của mình. À, anh Hưng ơi, tại sao anh không ra đây để quay ở tại chỗ Vĩnh Hy của em? Em bao hết anh luôn. Ôi trời ơi. Gọi là từ A tới Z. Máu nha. Máu. Phải công nhận. Ê ê ê, Hưng. Anh ơi. Nani? Trời đi nè. Trời mưa mà đứng chỉ có hai con điên nào đâu có đi lòng thông đi tới đi lui đằng kia kìa. Ê mà thằng trai mà có đứa con gái kìa. Chắc hai răng yêu nhau á, tình nhân. Nắm tay đi trời ơi. Yêu đương tuổi trẻ. Trời ơi, sét đánh vui ha. Ôi bà. Em gì ơi? Em ơi. Trời ơi, con nhận hai đứa mình lãng mạn ghê á. Ê, em nhìn hai đứa mình kiểu nó đẹp đôi ghê á. Ừ. Nhìn đồng thanh đồng thủ lắm. Hai đứa mình kiểu như cân xứng quá. Thôi xứng lên lưới đi. Vừa đôi lên lắm. Đi lên đi, lên đi. Đứa trên thiên đường, đứa dưới địa ngục á. Đứa nào lên, đứa nào xuống. Quen không? Đấy, coi coi người ta thấy quen nha. Từ lúc mà hai đứa mình quen nhau á, trời ơi, cộng đồng mạng ai cũng ủng hộ cho tụi mình hết trơn á. Trời ơi, mọi người thật sự. Trời mưa quá, vô đi ngồi chơi. Ê, ai quen ai... vậy? Ủa? 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 Phát kìa, con Thư nữa kìa. Ngoại hả? Đâu đây? Hai đứa đâu vậy? Đâu vậy, đâu vậy? Em hai đứa em đang hẹn hò rồi đó. Đó vậy, đó vậy. Cái gì? Đâu có. À, hai đứa em đi quay mày này. Trời ơi, cái gì vậy trời? Cái gì đây vậy? Quay cái gì? Ủa, hai đứa... chị em mình là trốn truyền thông mà đi hẹn hò riêng với nhau. Trời ơi. Làm sao có chuyện đó được. Tại vì lúc đầu á em nói là Thư ơi, em với chị là không có tới được với nhau đâu. Tại vì cộng đồng mạng cũng dị nghị lắm. Chị nói không sao đâu. Chị là nói chung là chị có bằng lái máy bay rồi. Bởi vậy tụi em sợ mọi người dị nghị cho nên là chị nói là thôi giờ mình trốn ra cái nơi nào mà không có ai bắt gặp. Trời nắng. Ở dưới nhà đi xong ở yên. Trời nắng đi người ta gặp người ta cũng đặt lên mạng cho nên là lựa trời mưa nè đi cho nên không ai thấy hết trơn. Trời ơi, khùng quá. Anh thấy không? Anh đừng có hiểu lầm, hai chị đứa em chỉ là tình bạn, tình chị em thôi. Tình bạn, tình chị em thôi. Ủa lúc đầu chị đâu có nói như vậy đâu. Lừa rồi, em bị lừa rồi. Chị đến với em tất cả tấm lòng mà. Ba em tỉnh táo đi, không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe nha. Em tỉnh, chị mới là người cần phải tỉnh. Ôi, chị tỉnh đây, chị tỉnh đây. Những ngày yêu dấu, dù mưa nhạt nhòa, gió mưa có thấu ân tình đôi ta. Mưa giăng giữa phố, giữa đi bụi trần, chiều về thêm nhớ bóng hình năm xưa. Em bị đau quá, tự nhiên chị bỏ em giữa trời mưa như vậy. Em đáng đời. Bây giờ nè, thôi đừng gây gỗ nữa, em hãy về Vũ Hà đi. Đúng rồi. Cái gì vậy? Có ai mà điên đến mức độ mà hai người cầm ba cái dù không? Có. Trời ơi, giọt mưa mưa ngâu bút non trên cành thành. Đi đâu? Các người đi đâu? Ê, đứng lại, giọt đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đi đâu vậy? Gì? Dù sao cũng là đồng nghiệp với nhau, chia bớt dù vào đây đi. Nghe không? Cây qua cho em đi. Em tưởng đâu hai người đâu thân thiết rồi anh. Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tụi anh á cũng mới du lịch ra đây thôi. Mà sẵn á, anh có kết hợp game mà đại chiến ẩm thực của anh á. À, hai đứa rảnh không vô chơi, trời ơi làm khách mời vui lắm. Trời ơi. Rảnh, Phát không rảnh. Ủa gì vậy? Tối nay Phát về rồi. Ủa là sao vậy? Mình quay liền ban ngày đi, quay liền tối trả về. Trời, quay có 5 phút là xong mà, quay 5 phút là. Ủa khoan,
Anh thấy em với chị Nam Thư là một cặp đôi nó đã bất thường rồi. Có một cái nhân vật nó còn vô thường hơn. Có ở làng này nó có nhiều điều mới là nó mê mới. Trời ơi, sao ai vậy trời? Đẹp quá, cái lưng ngon nha. Hay mình tới mình xuống, nó xuống biển. Trời ơi, coi cái đuôi nó quơ quơ lên kìa. Trời ơi, nàng tiên cá. Tiên cá, trời đất ơi. Ê, dưới biển mưa rồi hay nổi. Ôi, điên khỏi khùng đó. Trời ơi, cái này mà quay lại cái đẹp hú hồn luôn nha anh. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Gặp tôi cái giật mình là sao? Tôi là một trí tuệ nhân tạo được Google tạo ra với định danh đó là nữ hoàng nàng tiên cá. Nữ hoàng nàng tiên cá đó. Trời ơi, thấy chấn động chưa Ấn? Cá ơi, cái đuôi nó bết, nó sình hơi dơ. Tao có coi đầu dơ nè. Trời ơi. Ôi, sao ngồi qua đây vậy bé? Đúng rồi. Lâu lâu mới lén được vua cha lên đây đi chơi. Mà vô tình lên đây cái nó mưa luôn. Ở dưới chưa đủ nước, phải che dù. Sợ cả. Rồi ngồi đây làm chi vậy? Ngồi đây chơi vậy đó mới vô tình trời ơi, gặp được bốn người. Em ấy xuống dưới biển rồi nha, đưa em về với cha nha. Vậy là không xanh em hả? Đúng rồi. Đi rồi đi luôn đó, về Vũng Tàu kiếm em đó. Không có được. Trời ơi, bơi đã đời tôi mới tới đây nè. Ừ. Bây giờ á, lỡ gặp nhau rồi thì coi như là cái duyên đi. Theo em đi, mình chơi một cái hành trình rất là đặc biệt của đại chiến ẩm thực. Em ở đâu biết cái đó, cái chương trình đó vậy? Trời ơi, ở dưới có chiếu không? Có chiếu. Có wifi luôn hả? Có wifi nữa. Trời đất ơi, nó cộng cáp trong người em mà. Để đó mấy cái đợt đứt cáp lên cái ai đó vậy chứ, đứt ra cá chứ phải hai gấu em ơi. Trời ơi, trời ơi. Thiệt á. Anh ơi, anh làm vậy nó không sợ đâu. Trời mất cấp quá, sợ nước mưa. Thôi nói chung là sẵn dịp rồi, tình cờ thôi, ai cũng tình cờ chứ. Trời không có sắp đặt gì hết. Có một sự sắp đặt của chúng ta gặp đúng nhau. Tự nhiên cái phát cái Nam Thư mất cấp cái tới đây, cái tự nhiên cái gặp anh Hưng với anh Vũ Hà cũng mất cấp sẵn. Gặp cái su su luôn. Rồi xe duyên em đúng. Rồi và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đại chiến ẩm thực. Đi thôi, đi thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì chúng ta đang có mặt tại một cái rừng nho. What? Cái rừng nho là cái gì em? Cái vườn nho rất rộng lớn. À, Thuận. Cái gì vậy bà nội? Chị, sao chị cứ... Ê mà anh thấy cái tóc này là hợp với cái outfit của chị Thư hơn nè. Cái gì đâu có thích em đâu, đúng không? Thật ra là ban đầu em mặc bộ màu tím, nó nhã nhặn hơn, cái phù hợp với là vườn nho. Khoan khoan. Nhưng mà sao? Lầu cái chân tóc. Cái tóc thiệt. Tóc cam mà cái chân màu đen. Cái chân màu đen là tại vì em móc ra. Mà móc trong từ trong da đầu em móc ra. Chứ tóc thiệt mà đúng không? Dạ. Rồi, mình muốn về đội của ai ạ? Từng người chia sẻ nha. Tất nhiên là nếu mà cho chọn đội thì Nam Thư sẽ chọn về với Đàm Vĩnh Hưng rồi. Trời. Chị không thích anh Hà hay sao? Anh Hưng dễ thương, ngoại thì đáng yêu. Chị thì chị thích dễ thương hơn đáng yêu, kiểu vậy thôi. Thì đường nào là chị cũng không thích anh đó. Cái gu mà người ta đừng có ép như vậy. Anh Pháp à, anh đâu có, anh có quyền lựa chọn hả? Anh có chứ. Tại chị thích anh Hưng rồi. Nhưng mà mình có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình thôi. À, thì nói chung là trước khi quay thì Pháp cũng có hỏi tham vấn Susu. Tại vì Susu là dẫn nhiều số rồi. Thì Susu tư vấn đó là nên chọn về đội của nhà đầu tư. Nhà đầu tư. Xin thông báo luôn cho tất cả các bạn cũng như đội chơi là ngày hôm nay á là sẽ có một nhà đầu tư khác mày. À đúng rồi, tao quên, xin kêu treo cờ trắng ngay từ đầu. Sao vậy? Vô thi mà treo cờ trắng. Vậy là tập này có nhà đầu tư mới nữa hả? Có nhà đầu tư mới rồi. Bây giờ tao nói hai đứa về đội anh cũng chết. Rồi vậy anh suy nghĩ vậy lại cho Su để anh suy nghĩ lại. Tất cả mọi thứ sẽ được xoay chuyển trong cái tập này. Đó. Bây giờ sao? Bây giờ chia đội sao đây? Nè. Xím xầm đi. Xím xầm đi. Hai xím xầm trước đi. Thắng thì về thắng, thua thì về thua. Đúng rồi. Rồi. Cái búa ba hai bạn.
kéo, búa. Rồi, chị Nam Thư thắng. Rồi, 1, 2, 3. 1. Máy. Mày đá gì? Cái bí mật. Đá gì hỏi? Mày đá gì? Anh dễ thương quá, mày đá gì? Sắp xếp, mà bây giờ tao không cho mày sắp xếp luôn. Mà tao ghét giờ. Trời câu mày, mày xem coi nào là cuộc đời của đứa nào nó về đứa nào. Hiểu chưa? Không phải cái gì mình thích là nó sẽ được được theo đâu nha. Ôi, dễ chưa? Thôi ngoài đừng làm tâm lý. Anh Hưng chắc chắn thắng rồi, ngoài đừng làm tâm lý vậy. Quay hôm bữa giờ mấy số lần đầu tiên thấy ngoài có lập trường đó. Đương nhiên. Rồi, 1, 2. Ba. Ủa lại thật thôi. Thôi chua đi, mình chơi lại đâu. Mình chơi lại. Đợi mùa sau nha chị nha. Anh ơi. Anh ơi. Xanh không thương hai người nên bắt đầy xa cách đôi bờ. Em ơi, em làm anh nhớ cảnh anh đón con hay đưa con đi học quá. Ngoại có chạnh lòng không? Thường nói nghe nè, mình nói này, ngoại nói nghe. Con ít nhiều là con gái cũng có tiếng tăm trong showbiz mà đâu có xấu đâu. Ngoại, không, anh Hưng nghĩ vậy thôi, hiểu chưa? Có con cái rồi. Ngoại đừng cấm cản. Hưng nó không bao giờ lấy gì ghẻ đâu. Ngoại đừng cấm cản. Mạnh như vậy, chạy đây que bé sao? Trời ơi, cái gì vậy? Bây giờ làm sao? Bây giờ mày muốn xin xong lại không? Ngoại đừng cấm cản con mà. Chia đội mà nãy giờ tưởng đâu bắt cóc con nít. Con gái con đứa trời là cô quan hỷ là về đội này không? Giờ em thấy sao? Không, cuộc đời chị thì có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Có chơi có chịu. Trời, cái gì? Chơi đi. Bây giờ nè, đi chơi con muốn thắng hay không muốn thua? Không muốn anh Hưng. Bây giờ nè, bây giờ cứ quay xong đi. Khi mà đóng máy một cái là con cho con. Nhưng mà đó. Nhưng mà trong lúc quay nếu hai người một đội thì lúc đó về mới có kỷ niệm với nhau. Chứ còn đâu có muốn có kỷ niệm gì như. Trời. Anh số buồn lắm thơ vương. Cơn gió chiều. Chứ còn đâu có muốn có kỷ niệm gì. Trời ơi trời. Cái ơi. Nặng lắm đó. Không, con nói nó nghe nè. Dù ngoại với con kỷ niệm nó có xấu cỡ nào, hiểu chưa? Thì ngoại cũng là bạn thân của Hưng, hiểu không? Để ngoại sẽ xem cái kỷ niệm cái cục không. Xe đều xe mà đúng xe luôn á. Không phải chia sẻ đâu. Xe xe nè. Mình xe cái link của tập này, ngoại sẽ xe. Anh Hưng xe lỗ xe lỗ tai rồi đó. Rồi, chơi đi. Rồi bây giờ hai đội chơi chúng ta đã có. Đội của ngoại Vũ Hà và chị Nam Đô. Đội của anh Đàm Vũ Hơn và anh Võ Tấn Ba. Thôi vui vẻ không vẫn có quạo nè vui. Trời đất ơi, đi vẫn không có một cái động lực gì để chơi luôn. Makeup ơi, có thể dậm phấn cho bé Thư được không ạ? Con bé này trời ơi, nó mê trai mà mặt tái nghén. À, bệnh đi. Rồi thôi, à, bệnh để thời gian dậm makeup. Làm nội gián cho anh, làm nội gián cho anh nha. Có cái gì vậy trời? Rồi, mày đi qua bên kia. Đi qua bên kia luôn thì ba đứa chơi. Tập này một mình ngon hết hả? Ngoại sẽ kịch. Mày đừng qua đây luôn. Mày đi qua đây. Thật ra con cũng chưa bao giờ có ý định đứng dịp phía ngoài. Rồi đó, thấy không? Quý vị thấy không? Tập nào cũng vậy hết trơn. 1:4 đúng không? 1:4 mà tôi mình thắng. Quay phim 6 cái mà hết 4 cái quay ở đây rồi. Rồi. Một cái quay cạnh, một có một cái quay ngoài thôi đó. Đó. Ủa nãy giờ đâu có lấy hình ngoài đâu. Ủa vậy hả? Kìa kìa. Ủa nãy giờ tụi mày không biết là lấy hình tao hả? Tôi vô đây nè mới thấy nè. Đó, kính thưa quý vị. Sống là không ai thương hết trơn. Thăm là cuộc sống của con. Không ai thương con cả. Trời ơi quý vị ơi, khán giả hãy đổ lòng thương vào đây. Bên kia mất hết đi. Lấy đồ mà chết con. Ở ngoài được cái chuyện gì cũng dám làm á. Rồi, kính thưa tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách đầu tiên trong chương trình Đã nát ẩm thực. Với một trò chơi rất là má ngơ. Đã nát vườn nho. Trời ơi, đừng có quậy nữa. Chị về đây đi chị. Về với đội của mình. Thì luật chơi của thử thách đầu tiên như sau. Trong vườn nho rộng hơn thang của chúng ta sẽ có rất nhiều nho. Tuy nhiên sẽ có hai chùm nho màu đỏ và hai chùm nho xanh mà là nho giả. Nó sẽ được lẫn lộn với nho thiệt. Và nhiệm vụ của hai đội phải tìm được hai chùm nho. Bây giờ đội mình chọn màu đi. Bé thích gì? Em thích màu xanh. Rồi anh nhận màu đỏ cho. Rồi vậy em kiếm ra em đưa cho anh. Kính thưa quý vị, tôi là đội trưởng, tôi có quyền lựa. Lựa đấy à? Tôi thích màu xanh. Phải qua cái miệng ảnh mới được. Khó quá. Bởi vậy không ai chọn. Tôi sợ nó bị nó gầy bẫy mình nữa. Chốt. Màu xanh. Rồi màu xanh. Lá và đội của Đàm Vĩnh Hưng sẽ là màu đỏ. Thời gian dành cho hai đội xin được phép bắt đầu. Đi đây. Nhớ màu nha.
mình màu đỏ đúng không anh Hưng? Đỏ nha cưng nha. Sao mà kiếm cho ra được trời? Ừ, cái nào cũng như cái nào à. Có đồ giả đồ thiệt nha, để ý kỹ nghe. Không thấy luôn. Ê, Thưa đi đâu vậy Thư? Mà ác một cái vậy nè, trong cái vườn này nho là xanh xanh đỏ đỏ, chứ không có đỏ hẳn mà cũng không có xanh hẳn. Cho nên là cái việc mà hai đội lựa chọn sẽ rất là khó nha mọi người nha. Tìm có chiến thuật á chị, mình phải đi lên đi xuống. Ơi em, nãy giờ chị đi là chị ăn hay là chị chơi vậy? Chị ăn chơi. À, chị ở nhà rỗi vậy hả? Chị không có động lực để chiến thắng luôn hả? Ủa mình có thời gian không? Có thời gian chị ơi, nếu chơi tới chiều mai hơi mệt à. Để ý kỹ kỹ vô là thấy rồi. Trong một cái vườn nho rất là rộng như thế này mà chỉ có 4 chùm nho thôi, 2 màu xanh, 2 màu đỏ. Ê Thu ơi, hả? Anh bị tiền đình nó vô đây rồi. Bị rối luôn. Anh bị kiểm bị quán á. Bị qua mắt luôn đúng không? Ừ. Không, cái này là thiệt. Thiệt nó chạy vô đây kiếm thấy. Ê chùm này đỏ nè. Nha, thiệt. Chưa thiệt. Hai mình chia rộng ra đi bé ơi. Cái chùm nho giả thì chắc chắn nó sẽ rất là dài. Nó dài hơn. Ừ. Tại vì nó có một form một à. Giờ mà tụi biên tập đang chi cáo lắm nha, cẩn thận nha. Đánh cái tầm nhìn xa xa rồi cái chùm nào mà màu đỏ nó lủng lẳng, nó vàng hơn cái chùm khác mà mình lệnh. Không dễ đâu, trời ơi, tụi nó không biết nữa. Treo lên cao lên đó em à. Nhìn chùm nào cũng như chùm nấy, nó rất là khó tìm. Rồi, hồi nãy mình đi cái rau đó lên rồi, bây giờ mình phải đi ngược lên lại. Ủa, cái này đồ thật thiệt không mà có giả đâu. Hiện tại thì đội của chị Nam Thư có một kế hoạch, đó là nếu mà đi cái len nào sẽ đi luôn, rồi sau đó vòng trở lại một cái chiến thuật rất là tuyệt vời. Hiện tại thì hai đội đang rất bất lực, chưa tìm được cái nào hết. Thật sự nha, chơi trò này xong lát về thành bà già luôn, đâu có đi thẳng được đâu, toàn đi giày không à. Chưa thấy luôn. Chưa thấy nha, rất khó nha. Rồi chị chưa tìm được cái nào luôn hả? Chị chưa tìm được luôn. Có khi nào chương trình mình quên treo không à? Trời, nho thiệt không à? Ủa ngoại kiếm ra được chưa? Trời ơi, ở đâu ra? Thấy cái chùm xanh khó tìm hơn á. Ừ, xanh đỏ. Nó lẫn với lá. Nho xanh thì lá cũng xanh. Nho đỏ cho mình, nó nằm ở đâu? Đây, 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 đây. Hey, cái chùm này rất đỏ. Thiệt không à, chú có thấy đồ giả. Ủa tụi bay giấu trên lá hay tụi bay treo lên vậy? Vạch lá tìm nho. Đây rồi, đây nè. Đây rồi, đây nè. Ra có rồi, có rồi. À, một chùm nho thiệt thiệt thiệt. Lâu lâu đánh động, đánh úp tinh thần của đội kia. À, một chùm nho thiệt. Đâu? Cái nào nho thiệt thì mình ăn hết. Yeah, chúc mừng ngoại. Đội đầu tiên là đội tìm được chùm nho xanh, đó là đội của ngoại Vũ Hà.
Tao biết mấy con này nó giấu ở đâu rồi, tao biết rồi nha. Sắp hết giờ nha quý vị ơi. Không biết màu đỏ treo đâu không? Không biết màu đỏ treo đâu không? Để đi kiếm cái màu đỏ để đưa cho anh Hưng. Phải đợi thì giống vậy. Tao lấy luôn. Ôi trời ơi. Trời ơi mày đứa. Không được. Không đi, chắc đi. Không. Không có được, không được, không có cho. Nó toàn là vậy không đó. Đủ 200 chưa? Tao đủ 200 rồi nhưng mà tao lấy luôn màu đỏ. Ủa, đủ 200 thiệt luôn hả? Nghe. Cô chị đang nhiễm một chùm màu đỏ. Em hãy tới em lấy đi. Gì? Hai những chùm đỏ đó. Chị tới chị ôm lại nha. Ủa? Tập này là tập cuộn hoại. Ủa đâu có được, không có được. Hai là trên cây. Không có được. Anh Hưng ơi, mình không có tìm được đâu. Anh Hưng ơi, là hai chân nhòi của ngoại nè. Cái gì vậy? Đâu rồi? Ủa? Cái gì? Người ta tính niệm được. Mày có lấy cũng không có tính niệm được. Đi kiếm đi, còn nữa mà. Không có hai chùm thôi. Thì đi kiếm một chùm nữa đi. À, chùm nhỏ vậy đó hả? Anh Hương ơi, đừng kiếm nữa. Ngoại đang giữ chùm màu đỏ rồi. Cái kỳ vậy? Vậy là bên đó hai chùm đỏ luôn hả? Chúng ta chỉ còn 30 giây cuối cùng. Rồi mời hai đội ra ngoài. Và chúng ta đã hoàn thành được thử thách đầu tiên. Thì bây giờ chúng ta sẽ tổng hợp lại coi là hai đội đã tìm được những cái gì nha. Xin mời đội của ngoại. Một chùm nho xanh. Công nhận chơi mấy cái này ngoại hay thiệt đó nha. Ủa ngoại, đội của mình nãy chọn nho xanh. Nhưng mà tôi vẫn có quyền nhờ anh hái hoa đỏ. À, đó là chơi chiêu. Có nghĩa là đội này sẽ hái luôn màu đỏ để cho đội màu đỏ sẽ không tìm được nho. Chưa. Và kính chưa? Thưa quý vị, điểm đội của chúng tôi đang chứa chấp một con mỹ châu tái thế. Nó đem địch về nhà và nó tính cướp trên rằn nước. Đây, mày là một cái con mỹ châu tái thế. Đâu. Người ơi, sao nói lừa không hay. Nhưng thôi, ai biết sao ngày mai. Ngày ấy, chàng héo vết trên đường. Áo lồng ngọc thiếp ghi dấu to tương. Đem nhỏ thôi. Dạ, nhanh vậy mà. Không mà thấy thương anh Vũ Hà đó. Coi như là cái tập này là một mình anh đấu với ba tụi em luôn đó. Thì đó. Nam Thư là tụi em cãi cấm vô luôn mà. Thì đó. Không phải đâu anh Pháo ơi, nói vậy cũng tội ngoài. Một mình ngoài đấu với cả chương trình. Kể cả ekip tài xế xe gì đó. Mấy người phụ đó là đấu ngoài hết á. Có mình ngoài mình ơi đó. Rồi. Giờ mình có gì không ạ? Hái được nho gì rồi? Đây. Rồi, đây là nho đỏ. Và đây là nho xanh. Sao nói được, không đưa được. Nói chung là mình người thiệt, việc thiệt. Cho nên là mình chơi đồ thiệt thôi. Rồi, mua luôn nè. Đồ thiệt luôn, bán được luôn. Công nhận khó thiệt luôn á. Hai cái nho này chỉ để cho Susu dùng thôi, chứ không thi đấu được. Hết rồi nè, ngon còn gì đó đây. Vậy thì bây giờ xin được phép công bố đội chiến thắng đã thuộc về đội Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Ủa anh không, lúc mà từ nãy tới giờ là em kiểu như em tôn trọng anh, em đề cao anh lắm. Kiểu như là anh có tinh thần chơi rất là fair play. Thì đó, anh hái xong anh giấu em luôn á. Anh giấu cả đồng đội luôn. Để cho em biết rằng là nó cực khổ nào khi tham gia trò chơi này. Rồi, em không ngờ. Bạn cố gắng mang chiến thắng về để làm cho em vinh dự. Ủa, em không ngờ luôn đó. Trời ơi, đúng là lựa chọn xuất sắc. Tuyệt vời. Đấy, dự là đội trưởng của đội em cực kỳ là gian manh và giảo quyệt. Lừa luôn cả đồng đội để mắng xả đội địch, trong khi đội địch là một người vô cùng hiền lành. Chẳng may vớ phải một cái con mỹ châu khốn nạn này, đem nho cho giặc mà tôi mà không ngăn cản được, phải là tôi lại thua một lần nữa sức mặt không? Thôi,
Bây giờ đây, kết quả cũng đã có rồi. Lấy đồ thiệt lại nè. Đây, đội của anh Đàm Vĩnh Hưng là được một xanh một đỏ. Đội của Ngoại Du Hà cũng một xanh một đỏ. Và bây giờ xin mời chương trình sẽ tua lại giây phút mà anh Hưng tìm được cái nho đỏ để cho ngoại an lòng. Để thi thải lại, thi thải cô buồn lại. Em hái nho nho nho. Cái gì mà trời ơi, trời tao lay mày, trời ơi, mày đi hái nho, mày đi hái chai vậy hả? Con đâu ngoại, con đang đi kiếm nè. Trời ơi, là không đi lo đi hái, mà đi ôm chai. Thật sự khó kiếm quá. Trời đất ơi, con cái, con gái thấy không, khi mà nó lớn lên nó mà không có quà là chết. Sự thật thì luôn chỉ có một. Thôi rồi, thôi. Cha mày chết rồi, bởi tao mới nuôi mày. Chứ không có cha mày thì tao đập chết cha mày rồi, nghe chưa? Đây là một... Thôi, đây là một mụ gì ghẻ. Và tôi xin phép được công bố phần thắng đã thuộc về đội của Ngoại Vũ Hà. Bởi vì chùm nho này do chị Nam tôi tìm được sẽ trả lại cho cô chủ. Con thấy chưa? Rồi đội mình chỉ được có một chùm thôi. Con đừng có khóc, nước mắt của con nó không bao giờ nó rơi thành giọt đâu con ạ. À. Mà nó rơi thành dòng thì bên kia nó cũng chả đá đâu. Rồi, bây giờ con. Nè, bây giờ nè, mình thắng rồi mình thể hiện một cái gì đó. Ăn mừng chiến thắng đi. 1, 2, 3. Yeah. Đồng đội vô. Không, chị Thư, nó náo nhiệt lên, nó năng lượng. Mình chiến thắng đó. 1, 2, 3 lại hai ngoại ha. 1, 2, 3 Đem Vĩnh Hưng. Là đồng đội dữ chưa? Là có chị có chơi bên đó không vậy? Ủa em chị đang đúng rồi, làm lại. 1, 2, 3 Đem Vĩnh Hưng. Thua sấp mặt. Trời ơi. Trời ơi. Bởi vì người ta nói gừng càng già càng cay. Là già lắm đó hả? Già, già khăn luôn. Cảm ơn con. Con rất là số 1. Con gài bẫy à. Rồi, chúng tôi tất cả quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thử thách rất là khó, khó nhất từ trước tới nay luôn. Bớt cái dê mà dê vô thi rồi đi. Lâu lâu tạo cái không khí là 1, 2, 3 mình dê chung cái đi. 1, 2, 3 Yeah. Sao không anh, trong cái lúc dê là nó chạy chữ lên đầu. Tại chưa biết nói gì hết. Tại vì mà biết thằng con mới vô nghề mà. Rồi bây giờ hai đội, mỗi đội sẽ được một cái thuyền thúng. Sau đó chúng ta sẽ lên thuyền thúng đó và phải tự chèo. Và đặc biệt phía sau rất nhiều tàu. Tuy nhiên chỉ có một chiếc tàu có đánh dấu của chương trình. Và chúng ta phải làm sao tìm được tàu đó, lên trên tàu. Và trên đó sẽ có rất nhiều cá tươi. Và chúng ta sẽ bắt những con cá đó. Có tính số lượng thắng không? Đúng rồi, có tính chứ. Thời gian và số lượng ha. Rồi, mời gia đình mình. Đi, đi, di chuyển. You are now in the presence of a... Lắc dữ vậy. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Tạm biệt mọi người. Ngoại bên kia ta bơi được. Ủa sao bên kia ta đeo bao tay vô kìa ngoại. Ủa bên kia có bao tay, bên ta không có bao tay. Đây. Lắc ơi. Đi rồi. Vô khơi ra. Ê, đừng có ngồi lên. Ngoại cũng ngồi dưới luôn. Nhưng mà ngoại ngồi dưới sao ngoại chèo? Bên kia người ta chèo kìa. Nè, lên làm chưa? Anh nãy chưa? Sao đi? Đậu ở đây. Đậu ra sau lưng đi. Đây. Ngoại ơi! Kiếp nạn thứ. Help me! Cứu tôi với! Xuồng ba lá thì chèo dễ đấy con, cái này nó không có hướng. Ây da. Chèo vậy lẹ hơn nha anh. Rồi anh cứ cố định ở đó đi, em bẻ lái trên này cho.
xây xong quá. Để mình đang trôi này ngoại. Trôi mà. Ngoại ơi, mình trôi nhưng mà mình trôi đi đâu vậy ngoại? Không biết nữa, không biết nữa. Tiền mà cái tàu là có dấu hiệu chương trình đi. Cái quan trọng là mình chèo được không? Thôi ngoại xuống đi con chèo chứ. Từ từ, đừng giỡn đó không? Ngoại ơi, con đang ngồi trên giống như anh Hưng với lại đó, bên kia anh Hưng đang chèo kìa ngoại. Ngoại. Trời ơi, anh Hưng thật là mạnh mẽ quá đi. Ngoại ơi, sao mình đi vòng tròn vậy ngoại? Ngoại ơi, trong điều kiện khắc nghiệt mời ngoại nhìn vô ống kính lưu giữ những hình ảnh thật đẹp kìa. Đó, cười lên. Không biết lý do tại sao mà ngoại cứ cho thuyền quay vòng vòng thôi. Ngoại không đi tới được hả? Ngoại lắc bên hạ phải một cái, bên trái một cái. Ngoại ơi, mình vướng cái thúng này rồi ngoại. Đúng rồi, mình qua nè. Mình qua nó luôn đi ngoại. Hay quá ngoại ơi, hay quá ngoại ơi. Mình qua nó được rồi ngoại ơi. Hay quá ngoại ơi. Wow. Ngoại, chắc là thuyền trước mặt mình đó ngoại. Đề nghị mình kiếm tàu có dấu hiệu của chương trình. Ơi, bây giờ mình sẽ đi kiếm cái tàu có đang đi nha. Dấu hiệu của chương trình. Thôi phải cứu đời mình thôi. Ngoại ơi, lấy tay đi ngoại, con đang chèo đi nè. Ngoại, đúng rồi ngoại ơi. Đúng rồi đó ngoại, hay quá ngoại ơi. Ngoại ơi, đúng rồi ngoại, mình lên đây mình đi ngoại. Mình đi qua hướng bên đây nè. Hướng bên đây nè. Muốn qua lắm mà không có bơi qua được. Đúng rồi ngoại, hay quá ngoại ơi. Hay quá. Bà con cô bác ơi, xuồng ai có dấu hiệu của chương trình cho em biết với. Dấu hiệu chương trình là dấu hiệu thì sao? Là logo chương trình đó ngoại. Hiện nay thì cả hai đội chú ý tới một cái tàu, cho nên là hai chiếc xuồng đang hướng về một hướng duy nhất. Đạm á, ngoài đi. Hey, lên đi ngoại, có logo không? Anh ngồi xuống đi anh Hưng, ngồi. Rồi. Không phải tàu này, không phải rồi. Cái dấu hiệu dán ở ngoài tàu á. Đúng rồi, dễ thấy lắm. Đi ngoại ơi, đi. Đi ngoại, kéo lên phía trước ngoại. Trời ơi, anh Hưng giỏi siêu quá kìa. Từ từ. Đúng rồi ngoại ơi. Con tiếp tục chạy bên đây cho. Ngoại ơi, sao mà nhõng bé. Tôi không biết là chiếc của tôi nữa. Anh ơi, tàu mình là có bên chương trình cài cắm không anh? Cái gì vậy? Ủa gì vậy? Đại chiến ẩm thực. Không có hả? Có không anh? Anh cười cười thôi. Không có. À, Robinson ngoài đảo hoang. Là mệt quá. Là mệt quá hả? Trời ơi. Ngoại ơi, sao mình cứ đi vòng tròn nha ngoại? Tự nhiên được chưa như được. Ngoại dẫn một chỗ. Không có, con bám vô cái thuyền đi con. Kêu họ kéo đi mình đi. Bám vô anh Giang xin anh thôi. Anh kéo lại đằng đó đi anh. Cái dây thừng thôi. Kéo mình đi đó. Rồi. Có một sự hỗ trợ đặc biệt. Bởi vì chiếc xuồng này chạy 15 năm rồi vẫn còn quay vòng vòng. Ngoại ngoài đồng kia. Ngoại ngồi bên kia cho cân bằng lại. Anh ơi, anh gì đây ơi? Trên tàu đó có camera đứng. Tại sao? Bình thường người ta đi đánh ghe đâu có ai mà có camera đứng sẵn. Chắc chắn là của chương trình cài cắm. Trước mặt mình nè anh. Anh chết với em. Hello!
Nhìn có dán cái gì không em ơi? Có dán nguyên camera của chương trình kìa. Bơi đi ngoại, ngoại bơi đi. Anh Hương, anh Hương, người ta đi biển có đôi, còn em đi biển mồ côi một mình. Anh làm vĩnh hơn nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Hiện tại thì thời tiết đang rất khắc nghiệt, trời thì chuyển mưa, âm u luôn kìa. Đây chị cắm rồi, mọi người chạy đi, mọi người đi. Ok, cảm ơn mọi người đã cứu tôi. Anh ơi, đây phải tàu của chương trình Đại Chiến Ẩm Thực không anh? Đúng, anh gật cái camera nhẹ giùm em cái. Kìa, lên, lên. Rồi, lên, dính tàu đi, lên. Nhanh. Nhanh ngoài ơi, ngoài. Lên. Qua cái xô cho em, qua cái xô lên. Đây. Ôi. Ra. Đây. Ôi. Ra. Này, đừng có xô vô tao. Này, đừng có xô vô tao. Anh, đổ vô xuống đi. Không được. Ủa. Đây là của tao. Ủa. Nè. Không có được. Lẹ nó đi gì? Trời ơi, chiếc xuồng này nó chạy nè. Ê ngoại ơi, nó gì vậy? Nó ngoài rồi ngoại. Rồi đủ không? Cá của mình rồi ngoại ơi. Ngoại cứ cướp đi. Tao đi về, về. Hết rồi, hết rồi. Về, vô đi. Rồi. Ngoại ơi. Xong rồi. Ngoại ơi, bên kia cá nhiều quá. Ngoại ơi. Thôi, xuống đi. Ủa? Cho nó cân bằng để nó vô nước. Rồi, ngồi nhá lại. Rồi. Kéo về. Kéo về. Để nhìn cho kéo về. Kéo về dùng đi. Vô bến là nhớ cho con 50 uống cà phê nha. Ok. Cho con 50 uống cà phê nha. Vô đi anh, im lặng đi, vô đi. Quay phim đi nhớ. Giờ 60 đi, 60 nha. Ok, 60 ngàn. 60 ngàn, 20 đi. Đi vô anh. Cố lên. Anh Hưng cố lên. Quang giang rồi. Ủa sao xa dữ vậy? Mệt quá. Ngoài hồi nãy giờ ngoài không nghĩ ngoài và vượt một chặng đường xa vậy đúng không? Mình có nên múc nước cho cá vô đây okay, không? Được, kệ đi. Cá muốn người ta bán, tao buôn được. Bên kia cũng có người kéo rồi nha. Rồi, bơi lẹ hơn bên kia. Ê, vậy chèo vô đi anh. Để thua đó. Em ơi, chị chèo nhanh về đi, chèo nhanh về đi. 60 mình nhận tiền người ta rồi làm không được tiền lắm. Vô rồi, góc đậu luôn đi. Ừ, tâm lực. Kia bơi quá trời kìa. Rồi đi. Trời ơi. Thấy tội anh Hưng quá, anh Hưng ở dưới mưa kìa. Cái con này, ở đó coi cái đồi mình thắng không lo. Anh Hưng ở dưới mưa kìa. Kệ nó, bộ chứ tao ở trên bờ hả, tao không mưa chắc. Nhưng mà dù sao ngoại cũng có dùng. Dù nè, không xuống vô hồ giữa nè. Rồi ngoại vô đi, thắng lời dễ dàng nha. Trời ơi, tới rồi, vô được rồi. Ha ha ha. Có tiền 60 ngàn, tiền công kéo vô tới đây. Ủa
Rồi đối thủ về rồi ạ. Để em xuống em là gì nữa. Trời ơi trời. Mỗi con mê trai kinh khủng khiếp, mê trai đầu thai nó mới hết mê. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mình kết hình lâu đài. Biết chèo được là hết giờ. Đoàn chúng tôi tìm ra tàu trước và đội bạn thì cứ thế mà ăn theo. Đúng rồi. Không những ăn theo chuyến đi mà chuyến về là còn ăn theo tàu của chương trình nữa. À, có người kéo về nữa. Thôi, mình đã quyết định treo cờ trắng ngày hôm nay rồi. Không, nhưng mà mình phải kiểm kê thành kết quả nè. Đúng rồi. Quan trọng là cá ai nhiều hơn. Rồi, 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 rồi. Tới rồi. Tôi đã trở lại. Rồi, chị Bảy ơi, bữa nay bắt được mấy cá. Rồi, coi vui cho mấy em, chị Bảy ơi. Rồi, bây giờ, nói chung là một cái hành trình gian nan cực khổ với thời tiết rất là khắc nghiệt cũng đã hoàn thành. Nhưng trước khi đánh giá về cá, xin phép anh Hưng cho em được chen vô đây. Em đánh giá về đàn ông trước cái đã. Trời ơi, tao là cái gì? Sao? Không, em mượn. Sao mà có thể ngon dữ vậy? Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Chị thấy mặn không chị? Chị thấy mặn không? Thôi, cố à. Rồi, coi. Ơi, mày muốn. Bên này cũng tập tạ dữ lắm nè. Nếu mà ái ngoại mở cái hình lên con mới coi được. Rồi, bây giờ với một cái trí thông minh theo công nghệ AI thì đội của ngoại đã nhờ sự hỗ trợ của xuồng của hot, bởi vì người ta nói á, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Đây, ở bên đây là đội của ngoại nha. Một con, hai con. Anh cầm bên Hưng, em qua em phụ chị Tám đi coi. Nhìn đội quá. Ba con. Coi trai làng nè. Rồi, bốn con. Trời ơi. Lẹp 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 lẹp. Lo đếm rồi chị ơi. Hết à. Con hết rồi. Rồi. Đây, qua đây mình tự đếm luôn. Mình tự đếm qua đây luôn. Một. Móc vô hai cái mang nè, nó có quẩy được nè. À, hai con. Là phải móc vô ha anh? Đúng rồi, móc vô. Bữa nào anh bắt em mà anh cũng móc vậy nha. Bốn. Ủa? Ủa? Ủa bạn ơi. Năm. Yeah. Ủa, hết chưa? Vậy? Năm phải không? Sáu nè. Bảy nè. Nói vậy thôi, chứ hai đội đều đồng số điểm đó là năm con. Tuy nhiên, đội về trước là đội của ngoài Vũ Hà. Chỉ với 60.000 đồng đã thay đổi được tình hình. Cho nên đội chiến thắng là đội của ngoại Vũ Hà. Bây giờ ngoại tuyên bố một cái gì nó giỏng giạc cho cái phần thắng này của mình đi. Bởi vì khi đi thi ấy, học sinh phải đọc kỹ đề thi, đúng không? Đúng. Nói sao mới đầu đi ra sao? Là đi ra kèo 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 thôi chứ không có nói cái gì hết. Cấm không có cấm nhờ vả hay là cấm trợ giúp ở phía ngoài. Người ta đi biển mà ví dụ mà cực khổ phải có người kéo chứ. Ngư dân người ta đầy đây, tại sao mà mình không nhờ? Với lại đặc biệt là dân ở Vĩnh Hy là người ta mến khách lắm. Mến khách đấy. Đó, mến thì không vô cái miệng mày đó. Không, chương trình mình nhân dân quá trời của đất vậy đó. Đó cho nên là phải như vậy thôi. Nói cái gì nữa? Chiến thắng thuộc về đội ngoại Vũ Hà và chị Nam Thư. Không sao bé thắng là anh vui rồi. Từ sáng giờ mình thắng mấy lần rồi? Có hai lần hả? Không, nghe có hai lần là chơi có hai game thắng. Chơi có hai game ngoại thắng có hai lần. Ôi, tội nghiệp bên kia quá ha. Ôi sao mà tới nhớ tới cái ngày mà mấy cái ngày trước đó. Trời mới tập trước trời ngoài xem mà trời ơi thua mà sấp mặt. Tự nhiên bên ai cái thấy trời dễ dàng. Dễ dàng chắc mưa. Nó mưa rồi đó. Ông trời đó, trời ơi ông xúc động đó. Trời ơi đánh mấy đứa gian xạo. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Mời người ơi. Đây. Bắt cá xong rồi giờ mình làm cái gì? Mình phải đem cá. Nấu cá. Nấu cá. Cái gì mà nấu? Làm thịt. Ngoại. Trời ơi, cái gì mà làm vậy? Đánh vây lọc xương. Bây giờ ngoài bắt cá xong ngoài làm cái gì? Mình đem về mình nuôi. Phải nuôi không à? Phải nuôi cho nó trắng da dài tóc. Giống vậy không? Giống vậy không? Mình ăn giống vậy không? Chẳng giống vậy không? Khoan nha, mà nói xong mới để ý nha. Giờ là hai đội quyết định tự đổi đội vậy luôn á hả? Đúng rồi, tại vì anh thấy đó là cái sự mưu mô của ngoại quá tuyệt vời. Sao em lại đi tìm một cái hướng tới một cái gì mà nó mưu mô vậy? Ngoại rủ em, ngoại rủ rê nói là qua đội ngoại chơi đi. Em dễ quá ha. Vậy cái gì chứ bây giờ con ngọ kia nó mê mày quá kìa. Kính thưa bà Google thân mến, có thể cho chương trình ngày hôm nay chúng tôi đổi khách mời được không ạ? Không, không.
Ông hồi giao đãi cho dữ đi vô. Về mà chốt cái không hay là về nha. Thôi kìa. Các bạn sao chị mê anh dữ vậy? Thôi được rồi chị ơi, dứt phát đi. Dứt phát để khỏi sao đau khổ về sao. Từ nãy giờ con vẫn chưa nhận ra cái bộ mặt thật của Đàm Minh Hưng hả? Ủa, anh Hưng hả? Sao lớp mặt đó là một tâm hồn rất đẹp. Ôi ma, ôi lị rồi lị. Bây giờ nè, chúng ta bắt cá xong rồi thì chúng ta sẽ dùng cá đó để làm nên chả cá. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại xưởng chả cá. Có một người sẽ xuất hiện ở đây và sẽ dẫn chúng ta đi tham quan trong đoạn làm chả cá tại đây. Xin mời Madam Hoàng. Lọc ra nạo em. Đúng rồi, lạo nạo từng nạo tay á, xong nhặt xương, xong bắt đầu là mới đánh bánh, xong ra những bánh như kia. Đây là mực, anh chả mực đó. À, chả mực đây hả? Dạ đúng rồi. Đây 100% mực tươi luôn đó. Các bạn này, bạn xay này. Đó, xay chả cá này. Đây là gia vị hành tỏi ra đây luôn. Đúng rồi, tỏi ớt 100% thiên nhiên đó. Cái này là làm thủ công, tại vì là bao nhiêu cá thì làm bấy nhiêu thôi. Có những ngày thì làm 5-70 cân, có những ngày làm 100 cân, có những ngày làm 200 cân. Từ lượng cá là người ta đánh được. Cá này 100% là cá tươi, không có bảo quản đông lạnh gì cả. Thơm ơi là thơm luôn. Qua đây đóng gói, khâu đóng gói nha. Không gói là hút chân không, được chưa? Đấy. Em lấy con dao cắt cho bọn em thử đi. Cái này em bán là rất là đắt hàng, khách hàng thì ai cũng mê. Tại vì nó rất là tươi, nên là ăn cái sự dai giòn nó có. Đây là gọi là handmade á, làm thủ công bằng tay á. Cái này làm cái này những người ăn kiêng hoặc những người mà thích ăn không ăn thích ăn dầu mỡ đấy anh. Ăn cái loại này. Đấy, còn đây là những người mà thích ăn bún chả cá đấy. Nhà em là best seller là cái món này này. Tại nhà hàng bà Hương á là bún chả cá. Dai. Vừa phải. Nó dai và nó không có bị bột. Tuyệt vời. À, rất là thơm luôn. Đó, cái này là 100% không hành the này. Dạ xin thay mặt chương trình Đại Chiến Ẩm Thực xin được cảm ơn Madam Hoàng rất là nhiều. Đặc biệt sao biết không? Đó là bí mật nghề nghiệp của người ta. Nhưng vẫn cho tụi này được biết các công đoạn và cái xem tận mắt những cái sản phẩm chất lượng làm ra sao. Nếu mà đã ăn chả cá của Madam Hoàng rồi thì quý vị và các bạn sẽ thấy trời ơi, miếng chả cá vừa giòn vừa thơm, đặc biệt tươi nữa đó không? Đó. Ăn vào thì ôi trời ơi. Không phải lúc nào cũng có đâu mọi người ạ. Và bây giờ thì hai đội sẽ được đi chợ. Ủa MC đâu mất tiêu rồi. Kính thưa quý vị, Su Su MC của chúng tôi đã bị sét đánh. Còn nguyên à. Vẫn còn nguyên nha mọi người. Không những còn lòng lộ ở đây nữa. Ý là mê là chi? Mê đúng không? Đã xuất hiện trở lại với các anh chị rồi đây. Và bên cạnh em đó là chủ quán của quán bà Hương. Bữa nay em không còn buôn bán gì được nữa trơn. Chào bà Hương. Bữa nay tiệm tạp hóa này là thuộc về chị, cho nên đó cái việc trả giá là ngày hôm nay là trả giá với chị Hương. Em chỉ đứng coi thôi. Vậy theo đó. Anh bắt xe em về đi em ơi. Chứ em làm gì nữa. Cho em đứng em tụ vô cho vui đi. Nha. Bây giờ ở đây mình có rất là nhiều những sản phẩm. Này là gì ngoài? Gà. Yeah. À, cái này là gì anh Phát? Chà ổi. Chứ ai nhìn không biết mày đặt đố. Cái đội này không có đàng hoàng. Chị Thư. Sao đàng hoàng? Cái này cái gì vậy chị Thư? Củ cà rốt rất nhiều vitamin C. Cái lộn vitamin A. Chị rất là đàng hoàng. Cái đội này còn nhân văn dễ sợ chị á. Rồi nè, rau răm nè, ngò nè. Ủa không hỏi ở đây nữa hả? Không hỏi nữa, không tương tác nữa. Ngoài ra bên đây mình có chả mực, có sản phẩm của vua biển luôn nè. Bây giờ đội của ngoại thắng 2 vòng. Thắng thôi mà thắng ăn gian có vẻ vang gì đâu. Bây giờ mình thắng mình phải cười chứ con. Mày biết tại sao hôm nay ngoại thắng không? Tại nhờ đúng, con. Tại con. Ơi, coi kìa. Rồi, đội của mình sẽ được 1 triệu đồng. Rồi, chúc mừng đội của anh Đàm Vĩnh Hưng là không thắng vòng nào hết. Cho nên là không có 1.000 nào hết. Ủa là sao mà mua? Trời đó, ơi, thôi. Bên trên á, chị Google có gửi xuống tặng khuyến mãi cho 300.
nhưng mà tiền thuê đồ của em là hết 70, cho nên là trừ lại là mình còn 230. Của em mới trừ vô anh vậy. Rồi em cũng xuất hiện đóng khúc này cũng cũng chưa tiện chương trình là bây giờ bên đây còn 230 nè. Ở xúc động với ngoài. Ngoài sao vậy ngoài? Lấy rượu đó mua thuốc ho uống này mày ơi. Em thấy ho quá vậy. Quên tao cười quá. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê vậy. Chưa. Còn anh đi. Chưa. Sắp đột quỵ tới rồi. Trời ơi. Ngoại ngoại xa. Mình có 1 triệu, bên đây có 230 ngàn. Không được rồi, chị tặng anh Hưng 500 ngàn. Ai cho? Sao không cho? Mỗi người có mỗi quyền chứ. Đúng rồi. Con chỉ là khách mời thôi. Rồi hai người. Còn tay hòm, tay chiều, tay trống là là ngoại không có xe cho nó, hiểu chưa? Cho nó 200 thôi. 200, bên đây còn 800. Bên đây được 430 ngàn. Mà có những món, những cái nguyên liệu chỉ có một phần duy nhất thôi. Bà chủ thấy ai dễ thương đàng hoàng lịch sự bà chủ bán à, thấy ai khó đâm mà cười nhiều đó nhiều khi không bán à. Bây giờ anh Hà muốn mua gì nào? Coi như là cái món, hiểu không? Cho nên là cái món mà của chúng tôi ngày hôm nay sẽ làm gỏi. Nhưng mà chúng tôi nâng... Mua gà chứ được không vậy? Không. Mà bây giờ hỏi món thắng, má ơi, đi xích ra chứ thắng nói chuyện chưa? Người ta đang thắng nói chuyện, người thua không có đồng nào quốc gia. Thắng có người tập thì dễ dàng dễ sợ. Món gì à? Gà ủ muối, nhưng mà tôi nâng cấp lên là chúng tôi sẽ làm thêm gỏi vào đấy nữa. Wow. Để nâng tầng gà ủ muối mà bắp gỏi nữa, tức là gỏi gà ủ muối rồi. Đó. Rồi dạ tới anh. Tiền ít thì làm tiền ít em mày đây. Trời ơi, thua nó vậy đâu quý vị, mặt tôi khác đừng có vậy nữa. Ngoài tại ngoài vậy không có chồng đó, tại ngoài vậy không có chồng đó. Mỗi thứ trong đời đều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Thôi giờ anh Hưng muốn gì? Thôi anh cũng sẽ chọn theo cái khiêm tốn, cái giá tiền mình có thôi. Nước cơm mà gấp mắm. Anh chọn em đi. Về với anh đi. Đi về đây chị ơi. Giờ chia tay nhau đã đến. Qua đây. Anh ơi. Qua đây. Anh ơi. Hãy hôn nhau đi lần cuối. Tự con gái con đứa ta nuôi lớn bằng này mày giá mày chỉ có 430 nghìn. Em là vô giá rồi, đừng lo, em đừng vô giá. Chắc mình ít tiền mình chọn nè. Chả cá nó nổi tiếng nè, best seller của chỗ này. Anh lấy bánh mì và chả cá, anh làm món bánh mì chả cá. Yes. Yeah. Một bên bánh mì chả cá, một bên là gỏi gà ủ muối. Rồi gà ủ muối. Dạ nhiêu bà nội? Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng có lấy cái đập. À, em Hương. Đấy, dạ, mình quen biết nhọc quá đấy. Cái bên gà em tính bao nhiêu chị? Bán gì? Đây là gà đồi nha anh, con này là gần 2 kg nha. Bây giờ bạn không? Sao được, cái này bây giờ bán 200 nghìn, 250 nghìn. 250, rồi, ok. Ủa sao mình không mua gà ủ muối sẵn? Cái này là cực kỳ ngon nha. Ờ đúng rồi. Lướt TikTok, lướt Facebook là thấy suốt luôn nha. Chất lượng. Nói là món gà ủ muối gỏi mà sao như mua gà sống gì trời vậy? Trời ơi, đất ơi, mày bị điên. Mày tao là một cái người mà nấu ăn nổi tiếng trên mạng mà nổi tiếng cả thế giới. Trời ơi, tao sẽ tự làm chứ tao không tin nha. Anh tự đây, ủ muối luôn hả? Tao ủ vào xong rồi tất cả các nguyên liệu đây rồi tao sẽ tự làm nha. Công thức ra nha. Nhưng mà mình có giới hạn thời gian không? Món này làm cỡ 3 ngày rưỡi không anh? Nhưng mày điên à, trời ơi, chỉ 30 giây thôi. Trời ơi, hay vậy? Muốn là 30 giây, muốn gì vậy? Trời ơi, nằm mày luộc. Thôi ơi, tao không nói. Kính thưa quý vị, bởi vì cái công thức này chúng tôi sẽ bị giữ bí mật. Rồi, nhờ ngoài quyết định ngoài lấy gà làm sẵn hay là gà tươi? Gà tươi cho nó nể, cho nó máu. Rồi, chị, bao nhiêu chị? 250 nghìn. 250 nghìn. Rồi, 250 nghìn con gà. Chốt, chốt. Không cầm này đi con. Thôi mình mua chả cá thôi. Rồi. 2 túi. Rồi, 2 cân chả cá, 1 cân chả cá là 290 nghìn. 2 bình là 1 cân. 2 cân bánh mì nè, lấy rau răm nè. Rồi lấy bánh mì luôn. Rổ này nhiêu không? Rổ này nhiêu? 10.400 ổ. 10.400 ổ. Ôi rẻ thế ạ. Rồi. Bán bằng giá Sài Gòn luôn em. 10.400 ổ cho hết luôn cái rổ này đi. Rồi lấy hết luôn. Không được. Tính tiền từ từ tính tiền nữa kìa. Trời ơi, đâu có phải siêu thị, cái này là tầm quá, không có được. Trời ơi, ta có chủ người ta đứng chần chần mà chỉ muốn lấy cái gì là lấy nha trời. Từ từ đi coi. Trời đất ơi. Tôi mua cái chai Maisena này nè. Anh cứ lấy đi anh. Ủa vậy? Mình là được lấy, bên kia không có được. Em phải cởi này ra. Ủa vậy hả? Cái này ra, đi chợ vậy, phải cởi ra. Ủa tự nhiên.
Đi chợ bị lột, lột đồ vậy. Vậy nè. Lột đồ dưới chợ vậy. Oh, ý là mê là chi mê là đúng không? Anh cởi ra là lấy thêm tỏi đi. Không. Anh cởi đồ kìa, anh cởi đồ chị ơi. Không phải. Cái tay anh trống á là vậy. Ngoại ơi, bên kia cởi đồ kìa, ngoại. Ngoại ơi, cởi đồ không có được ngoại ơi. Thôi đi ngoại. Thôi, không ai ăn nổi món ngoại. Trống quá nè em ơi. Cầm cái đồ gồng lên nè, cầm cái lên nè. Để lên nè. Lên tay đang trống nè. Cho thêm gì em ơi. Thôi, được rồi. Lát em trả tiền lại phần đó nha. Rồi. Không muốn công em tập tạ. Ngoại mua mấy cái này đi. Đây cái này nè, bây giờ ký này nhiêu nè? Nhiêu chị? Hành bánh củ nha anh. Ra số tiền nha. Để mắm luôn cho nha. Để mắm đi. Đây gọi. Nghe nói mắm của Hương Hoàng đúng không? Mắm Adam Hoàng. Đây. Cái mắm này làm từ Vĩnh Hy anh, cá cơm ở Vĩnh Hy luôn đó. Wow. Bao nhiêu đó bao nhiêu chị? Lấy 150 nha. 150. Cái thứ này thứ biển. Cái này 250, này 150 là nhiêu? 400. 400, mình còn nhiều lắm, mình còn tới ta, mình 800 nữa. 400. Mình còn 400 nữa. Rồi, okay. Mình đủ chưa? Không đủ thì mình chưa, cho chưa. Không, con này mẹ cho nữa, tao chưa mua đủ kìa. Còn mấy cái này nữa nè. Quế này, hồi này, muối hồng xí. Còn cái này đúng không? Gừng. Gừng. Su ơi, su. Nãy giờ bạn cầm mệt, hơi mệt á, nên tay nó hơi... Sao gì? À, chả cá còn dư quá. Nghèo. Em muốn định mua, định mua chén nước mắm đây nè. Chén nước mắm. Định mua chén mắm này cứ co. Để có gì em gửi lại cho. Chị đào không có bao nhiêu đâu, tiền đâu nha. Còn không, chỗ chị em mình, em gửi đàng hoàng. Rồi đó. Phải 4 hũ luôn. Quý lắm đó nè, quý lắm này anh trai. Chỗ này lấy 500 đi đâu, 300. Không, không làm sao 300 được rau cỏ, sao 300 được cái gì mà mắc dữ vậy. Đó, có đường. Đường đi. Cái gần đã. Ngoài người ta mua quá trời luôn kìa. Tại biết sao bên đây có đang có chương trình khuyến mãi. Mua 1 tặng 7. Trời ơi là trời, buôn bán gì con này mày. Vấn đề là tiền đâu. Ở đây người ta có cho chưa? Tiền một lát. Em gửi lại chị chủ chị em. Chị hỏi bà giữ tiền một ngày đó chưa. Rồi sao ngoại tính tiền tiếp luôn rồi, đi. Rồi tính ra xong rồi đó. Rồi đó. Ủa tính ra là hai cái chiến thắng vừa rồi của đội ngoại là vô nghĩa. Đội em mua còn nhiều À. Chân rồi, này không phải tội cho chị em đi theo anh luôn. Đó, con gà là 250 này, chỗ này không là 300.000 rồi đó. Là 550. 550. Là còn 250. Mình xong chưa? Xong rồi đó. Rồi, thôi chơi thôi nó. Rồi bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy thưởng thức những bàn tay vàng, những đầu óc vô cùng là tài giỏi sẽ nấu cho quý vị và sẽ làm cho quý vị những món ăn vô cùng hấp dẫn. Ôi giời. Ôi tao thắng cái mặt cái gì mày cứ thơm mày cứ mày cứ thắng nó không có gì hết trơn á. Thấy nói quá nhưng mà lần nào cũng thua không hả? Thôi bây giờ nguyên liệu của chúng ta đã có đầy đủ rồi. Su xin đại diện cho chương trình được cảm ơn chủ quán đã tặng rất là nhiều chương trình khuyến mãi. Dạ không tặng đâu ạ. Không có tặng cho chị nha. Cấn vô tiền cà xê của em. Đó. Em nói. Trả lại đây nè, trả lại đi chơi nè. Không, cái nào lấy rồi. Trả lại bớt đi chơi để nó qua. Đây, không có, em khuyến mãi và tặng bên đây cũng phải tặng bên kia. Tặng cho một cây san hô nè. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Có trang trí vô đồ ăn ngoài. Rồi thôi, nói chung là nguyên liệu mình có đầy đủ rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với đêm nấu ăn dành cho hai đội. Bây giờ thì hai chiếc bếp rất xinh xắn của hai đội đã được set up xong xuôi hết rồi. Hai cái bàn bếp chứ. Hai cái bàn bếp được chưa? Ngoại được chưa? Bây giờ mình thắng tâm lý mình vui vẻ. Đang mua đen từ trên tôi gọi vậy đó. Ôi ơi. Một chiếc MV, một chiếc Linh. Giờ ta gọi chiếc không chiếc mà. Ngoại, một chiếc ngoại dễ thương. Một chiếc ngoại dễ thương. Anh sẽ vì em làm quyết định ai. Anh sẽ gọi mây kết hình lâu đài. Trời ơi, đứa ấy là chiếc cô đơn, chiếc cô đơn. Và bây giờ thời gian nấu ăn dành cho hai đội xin được phép bắt đầu. Bây giờ con lặt rau đi. Rồi đây con lặt hành như ngoài này, con dao nè, con lột hành như ngoài đi. Lột hành. Rồi. Con dao đó, nhìn làm ngòi thì phải có thịt là nhiều rau răm, đỏ, đỏ xanh này, lão này, bích này, tử này. Xanh rồi. Thấy không? Bây giờ em làm gì anh? Đây này em sắc bên này anh. Có cái gì anh phát làm cũng được, em làm cho. Làm gì cũng được không? Làm chồng em. Không được hả? Nàng. Không phải, tại em nàng, có người yêu rồi. Anh ơi,
Em thấy anh phản bội lắm. Em thấy anh phản bội lắm. Người từng nói sẽ hy sinh cho tình ta, giờ em bên ai, đã yêu thương ai, yêu vội vã chứ không thật lòng. Được rồi, đủ rồi. Bên kia con thấy không có đàng hoàng ngoài. Ôi nhìn đi, hai cái thứ đấy là trời ơi. Không có đàng hoàng. Khi mà thua nó chơi dơ lắm trời ơi. Sao không đàng hoàng? Không, ngoài cái rau ra ngoài bức mới dơ nè. Trời đất ơi, giật mất cái cùi này nè. Cái này tí nữa người ta còn rửa nữa. Ôi trời ơi là trời. Bây giờ mày cho tao thắng nha, tao giả cái này bị bạch giờ. Ủa, người ta đây là góp ý cho. Thôi đó. Con qua bên kia đi, người ta đang thua, người ta đang có sự ăn ủi kìa. Bán thắng rồi, không thua rồi. Ôi trời ơi, vậy thì con ngồi xuống đi. Con ngồi không vậy hả? Bác cái ghế nằm dài như vậy nè. Cái đi bị liệt như vậy. Trời, góp ý là trời. Sắc về đủ chưa? Dày về được chưa? Anh có thể cắt mỏng hơn xíu nữa được không? Đó. Em có nấu không? Không. Nấu thì vô nè, anh nhường luôn chứ em lấy kiếm đó. Dạ thôi, cắt về đẹp rồi. Đẹp rồi. Bếp chính kêu là đẹp về rồi, là đẹp được rồi. Đẹp rồi đó. Cái này hơi mỏng nha. Thiệt nha. Thì theo ý em này chẳng cho em. Thôi, đừng có lẹ thú lượng. Ngoại ơi, củ hành này nó có nhiều lớp quá. Không, con này con này, con cứ cắt ngang bên này đó. Rồi đâu có mấy cái lột được đó nè, thấy không? Thấy cái này làm không? Để cho nhanh không? Đã thấy chưa? Được biết là trên mạng là hai đội đều là có những thành viên ưu tú về cái lĩnh vực là khoe cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ mời hai đội cử ra mỗi một bên một người ra so cơ bắp. Giờ bên đây là ai ạ? Anh Hưng, nhiên. Anh Hưng không? À, trời chắc ơi, là phải là anh rồi. Em thấy anh có nguyên cái phòng tập tạ ở nhà luôn. Nhưng ai là bằng em? Anh Hưng là chỉ tập cho khỏe. Hồi nãy em nhớ em hung vô cái gì không? Nó khá lạ lắm. Ngoại vậy thôi nè. Bên đây là không thôi nè. Rồi, ngoại đâu, ngoại đâu? Ngoại, mời ngoại bước ra. Buông ra tự, ngoại tự thảo ra. Bước qua đây. Trời ơi là trời. Dữ nha, bữa nay lần đầu em mới thấy đứa ngoài luôn á. Này nói nghe nè. Dạ. Kính thưa quý vị, một bên là 55 tuổi. Một bên là 27 tuổi. Nếu mà tôi mà dặn tôi đẻ thì tôi đẻ được luôn nha. Cho nên là so ấy, là phải so cái sự dẻo dai và đẹp. Wow. Ngoài ơi. Ơi. Wow, ngon nha. Trời ơi. Dữ nha. Chuột mệt không? Mệt chứ. Mệt không? Xin ra coi. Nó ra sữa hay gì nè. Cái gì? Ngoài mới xanh hay gì tao ướt nhem vậy. Trời ơi. Trời ơi. Bây giờ nè, tới giai đoạn quan trọng. So sánh. Rồi, gồng chuột. Gồng chuột lên ngoài. Gồng chuột lên. Dữ vậy sao? Cái này là thẹo hay là ghẻ không ạ? Nó nói chích mưa. À chích mưa à. Rồi gồng lên coi. Thôi à. Ngoại ơi, ngoại nhìn nha. Nè bây giờ nè, ngoại nhìn con chuột này ha. Ngoại đem con chuột này ngoại đi ủ muối chung con gà đi. Đi luôn đi. Thấy là thất bại. Không phải là thất bại. Trời ơi thôi. Trời ơi thôi. Sơ hợm. Ủa mày, đánh là kiếm mình chi vậy? Thôi chị ơi, chị về nhà chị giùm em đi. Làm chị đi thưa con ơi, mình đang thi mà. Trời ơi, con cứ đi phóng nhà đi, ngoại không đi ủ muối. Chờ xíu ha. Than thần kỳ của ngoại. Giờ mình than 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 than. Bình chị nó đang lo làm đâu có nhìn thấy cái gì. Rồi rồi, cho anh thủ đi. Anh Hưng. Cái gì vậy mà? Ừ, hả? Không có gì đâu nè. Em xem bị đứt tay. Ừ, rồi. Phi tang đi con. Dục qua không đi ra ngoài, phi tang đi. Dục ra kia, phi tang đi. Đi đi. Mỗi thứ trong đời đều chỉ cũng có cho nó riêng một giới hạn. Người đẹp ta nói cắt cái miếng chả thôi nhìn cũng đẹp. Là chả đẹp hay là chả đẹp? Miếng chả nó đẹp. À ừ, phải nói vậy. Có cần gọc ra luôn không anh? Có.
anh làm chưa? À, vậy là mình dồn cái này vô đó ha anh? Đúng rồi. Ủa, bánh mì dồn thịt rồi đó, vậy em có ăn không? Có tuổi thơ không? Ủa, em tưởng đâu là mình làm cái gì nó phải cầu kỳ hơn chứ. Có những cái hết sức đơn giản, có những lúc mà mình cần gấp, không cần thiết phải nấu nướng. Tại vì em hơi bất ngờ, có nghĩa là trước giờ những tập trước anh Hưng đều chọn những món rất là khó, công phu và nấu rất là công phu nha. Mà hôm nay là thấy cái món đơn giản thì không biết liệu kết quả ngày hôm nay sẽ làm sao thôi. Hãy đợi đón xem đi. Hay nhiều bên... khi Sơn Hào hãy gì con qua bên kia rồi. Con làm đó, hiểu không? Con đi qua bên kia con mê trai bệnh á, Hoài ở nhà đã làm xong rồi đó. Đồ ủa, chấm con. Ngoài cái gì? Ủ xong rồi. Xong rồi. Ủa cái đây người ta mới sắc được có miếng chả cá mà anh ủ hồi nào lẹ vậy? Trời giờ phải hỏi Madam Hoàng có ủ một con gà bao lâu mà xong ngoài ủ nhanh vậy? Trời ơi, bí mật quốc gia. Bí mật? Bí mật không thể nói được. Ủa nào nhìn? Nhìn nó như trong bịch mới lấy ra vậy đó. Có tiểu xảo gì đây không? Không không. Đợi cho em thử gờ cái coi. Đó thì trời ơi. Thôi thôi. Cái này ở trong băng đăng đi. Mày điên hả? Trời ơi mấy khay này ngu lắm. À, em không biết giờ gà giờ ta thả giường trong băng đăng cái này. Không, khi mà mình ủ muối đó mình để ở ngoài lạnh, hiểu không? Thì mưa này thì lạnh không? Này phòng tin mày rờ rồi coi nước mưa này không? Lạnh không? Lạnh không? Không, không, không lạnh bằng con gà. Thì đó, con gà ở Bắc cực. Tại vì người cái cơ thể người với cơ thể gà nó khác nhau. Nhiệt độ nó khác. Cho nên khi mà con gà mà được tẩm ướp mà ngoài lạnh nó sẽ lạnh như thế này, ok? Rồi thôi về nhà đi về đi về đi về. Rồi làm thủ lên. Ê! Hư! Trời ơi gì vậy? Vợ chồng son hả? Cứ làm đi. Vợ chồng son mới ra riêng rồi mới khởi nghiệp cái gì vậy? Bên đó hai vợ chồng, còn bên đây là cũng là hai vợ chồng. Oh, either me or chị me đúng không? Ai vợ ai chồng? Em chồng. Trời, anh hỏi cái gì mà kỳ quá à. Rồi, còn kế bên mình có một gia đình neo đơn. Nhà bà hàng xóm có một cụ vậy. Thư đi về. Đi về. Đi về đi, đi về đi về. Ngoại kiếm rồi. Đi về. Cho dù biết là đam mê chị là ở bên vùng đất này. Gái gì đi chơi rồi để ngoại kiếm. Trời ơi sao con hư vậy con? Người ta có thích mình đâu, người ta không hề thích con luôn á. Sao mà con cứ phải đi qua bên đó mà con làm mọi, làm tôi, làm tớ như vậy? Con được dạy á, trong cuộc đời này á, nếu không ai trao cho mình cơ hội thì mình phải đi tìm cơ hội cho chính mình. Con thử để bây giờ nói như thế này nè. Thầy ơi, cứ như vậy hoài là con sẽ không bước ra được khỏi một cái thềm cửa. Con sẽ không bao giờ có ai dòm ngó con hết, ngoại hiểu không? Ngoại giờ con gà này ngoại làm sao? Từ từ, tao xé ra mày từ từ đi. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái thử thách rất đặc biệt. Gì đó thử? Là thử thách đánh cháo hai đội trưởng. Mời ngoại dừng tay lại. Ngoại gì sang đây làm tiếp món của anh Hưng. Anh Hưng sang đây làm tiếp món của anh Hà. Đây là quy định của tổ dân phố. Trời ơi, anh ơi, mời em qua đây. Không có biết con gà này làm sao vui em... Vui chưa? Xẻ nó ra. Thôi mình đừng có làm gì hết, mình đứng nhìn nhau thôi. Yeah, nắng mưa, trời ơi, mưa anh ơi, thiệt sự, mưa, trời ơi, lãng mạn quá. Bây giờ sao? Anh biết không? Biết sao biết cái gì vậy? Bây giờ cắt rọc cái ổ bánh mì ra, bửa đôi ra, với một cái tâm thế vô cùng vui vẻ. Ngoài cái nhà ngoài sắp tổ chức đám cưới. Một lần mình nói, ta yêu nhau, có phẩm chẳng làm chứng. Ôi trời, nhiều sao sáng đêm nay, nhiều như những gì mình muốn có. Một lần đã trở về ái ân với anh, em mãi lặng tình trăm năm. Kệ nó đi. Ngoài làm món cho đám cưới đi. Cho tụi nó 5 phút cho nó vui, hiểu chưa? Đâu có, cái này là đổi nửa tiếng lận. Ờ thì cho nó nửa tiếng đi xem nó sống được bao lâu. Rồi, để luôn. Khi mà bán bánh mì đúng không? Dạ. Thì việc đầu tiên chúng ta phải rưới cái gì lên? Đó. Nước mắm. Đây nước chan này thấy không? Đẹp không? Đã thấy không? Ngoài em giống nhớ như cái này là ta rưới cuối cùng á. Ngu. Ai rưới cuối là ngu. Rưới là ngu. Bớ vĩnh. Đấy, xong rồi chúng ta để trả lên. Rồi. Mà con phải trả là ví dụ năm như này. Sanh, lão, bệnh, tử thì mình không được. Sanh ở sanh là sanh là 6 miếng. Ờ là xong ăn rồi. Cái ổ bánh mì này xong là có bầu đẻ. Có bầu luôn. Đó, xong rồi cho thằng nó lên. Đó, thấy chưa?
Rồi rồi. Và bây giờ thời gian cháu hai đội trưởng đã hết. Xin mời trở về thôi. Ý trời, con gà nó sống lại rồi. Trời ơi, con gà nó rã lông rồi. Cái túi của tao đâu? Trời đất ơi, thiệt á. Anh Hà anh quậy á. Trời đất ơi là trời. Cái ổ đó là không bán được nha anh. Anh Hà ngoài. Cái gì? Phải đọc câu thần chú. Rồi, Vũ Hà đi. Vũ Hà khùng vua điên. Vũ Hà khùng vua điên. Than 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 than. Phải cần gì ở đó? Than 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 than. Ủa nãy trời mưa không có về, trời mưa gì đâu về. Mạng yếu. Gì hả? Mạng yếu cho nên bà Google bà không có lên. Bỏ vô. Than 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 than. Con gà muối nó không còn ở trong túi đâu. Ở đâu? Không, không, không. Đàm Vĩnh Hưng kính thưa mến. Thế con gà ủ muối của tôi nãy đây ở đây, đây đâu? Ủa? Nhà chúng tôi chỉ có một duy nhất một tên khách bước vào nhà và bây giờ nhà tôi mất đồ thì đứa nào đấy? Ủa? Không có người có nhà hả? Tôi đi về tay không mà. Ơ con gà ủ muối tôi làm con gà con gọi ủ muối mà con gà ủ muối tôi ở trên bàn trước khi tôi ra. Ủa món này mình có cần dùng gà ủ muối nữa hả anh? Cái này là ngoại em ăn gian á. À vậy hả? Hồi nãy con gà da trắng mà sao giờ vậy nè? Nè, hồi nãy con gà nằm ở đây nè. Trời đất ơi. Xong cái lỗ lên. Làm bằng chứng, em dám không? Vì anh em làm tất cả. Ủa? Sự thật thì luôn chỉ có một. Trời ơi. Trời ơi, cảm ơn con nha con. Trời ơi. À không, cảm ơn con. Trời ơi, cái đồ ăn cắp. Ủa vậy cái con gà trắng trắng là con gà gì? Ủa? Đây là một con gà họ thả vườn. Cái vậy? Ờ thì tôi làm xong rồi thì bây giờ nó là ủ muối con thả thử vườn này. Con kia là con mới mua nãy mà. Hồi nãy em mua là hụt gà khác. Là gà khác rồi mới ủ ra con này. Trời ủ nhanh vậy. Sao thôi nói thật cho em nghe coi em bé. Khai cái gì? Khai cái gì? Ủa? Con cái túi thần kỳ sao biết làm? Ờ vậy hả? Thôi à. Mình sống bằng năng lực thôi à. Chúng ta còn 10 giây cuối cùng. 10 giây thôi. Xong chưa? Xong. Xong, xong, anh xong. Anh Tháo thôi. Qua đây anh xong chưa vậy? À, chắc 10 giây nữa hả em? 10 giây nữa hả? Dạ, em đếm giúp. Rồi hết giờ luôn rồi. Đồ ổn nào, hai ổ đó. Thử. Ủa chị là chị ăn vậy luôn hả? Em không làm đồ ăn nữa hả? Có bao nhiêu thực khách đang chờ đợi mình đó chị? Than 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 than. Hay chưa, phải cái thú đơn kỳ thấy không? Trời ơi, nó dễ thương ghê không? Trời ơi. Không có một sự sắp đặt nào luôn. Anh móc giùm em hai cái sổ đỏ. Lấy giùm hai cái sổ đỏ. Lấy giùm hai cái sổ đỏ. À em ơi, chị mình xin thông báo nha. Đây là chương trình đại chiến ẩm thực nên chỉ có lấy ở trong đây là những đồ ăn thôi. À. Chứ không có sổ đỏ. Đan, đan, đan. Trời ơi, con ơi, con thấy không? Trời ơi. Rồi trộn đi, tranh đủ đi. Từ từ mẹ ơi. Hết giờ rồi. Và 30 giây cuối cùng thôi. Rồi chưa. Than 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 than. Tao cần 3 giây thôi. Dạ xin giới thiệu. Quán ăn người già neo đơn chỉ còn có một nhân viên duy nhất. Than 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 than. Cái hút mắm đó. Đó, ngon lành. Thấy chị ăn. Than 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 than. Đi mà pha chị. Than. Ngoài nhắm là có ăn được ngoài làm bao nhiêu làm có ăn được. Rồi 10 giây cuối cùng ngoại ơi. Ngoại nhanh trời ơi chứ không tàn đi. Trời ơi 10 giây trang trí thôi. Ngon ngon nha em ha em
Trời ơi, nhưng trang trí đỉnh quá kìa. Quay cái chương trình này 40 mấy năm mới thấy món của ngoại vừa là ngon. Cái gì vậy? Đổ à. Rồi rồi, đem ra ngoài luôn. Ủa tặng bánh mì chả cá của bà Hương. Ngon như người nấu luôn. Rồi, bên đây cũng đã hoàn thành. Kính thưa quý vị, ngoài bà cháu ngoài vô cùng vất vả đã làm dưới mưa một cái món vô cùng xuất sắc. Ôi, ngon không con? Ngon. Đấy. Gỏi gà ủ muối. Yes, yes, yes. Với gỏi gà này con sẽ đem dâng cho quan thượng. Cái gì dạ, bà đội ơi, cái đi bà ơi. Và bây giờ hai đội cũng đã hoàn thành được món ăn của mình. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chấm điểm. Mời giám khảo, đó chính là chủ nhân của tất cả những nguyên liệu ngày hôm nay. Xin chào đón Madam Hoàng. Đây mời chị, giám khảo duy nhất luôn đó. Từ những nguyên liệu của chị bán, bây giờ mọi người đã làm nên hai món ăn. Bây giờ chị sẽ thưởng thức từng món ăn và chị cho điểm một cách công tâm. Chị gạt ra những mối quan hệ bên ngoài, chị gạt ra những mối quan hệ bên ngoài. Ủa chưa gì có điểm rớt. Nhưng mà thật sự là hôm nay á, đầu tiên là về trình bày ha, hai món là điểm 10, một món là phong cách Tây nha. À, rất là sang trọng. Cái này thì Việt Nam, rất là Việt Nam luôn. Mà trình bày thì điểm 10 rồi đó. Trời ơi tuyệt vời. Hai cái điểm 10 rồi. Dạ. Rồi bây giờ về ăn ha. Bây giờ em sẽ ăn của anh Hưng trước. Khúc này mới quan trọng. Ngon nha. Trời ơi có tâm luôn hả? Trời ơi nè, trời ơi trong đấy nha mọi người thấy không? Chả chiên, chả hấp nè, dưa leo, đồ chua, hành ngò và cả chả bông và mayonnaise. Trời ơi. Đặc biệt là nước mắm pha của nước mắm Hương Hoàng nữa. Quá ngon. Món có tâm. Đó khi mà ăn xong này đó, nhưng mời cái bánh nhóc hậu là xì dịch. Ngon nhanh nha. Hy vọng là trong thực đơn của quán bà Hương sẽ có thêm món bánh mì bà chả cá. Ngon nha. Đó, cái này cũng ngon quá. Chết rồi, em nghi quá anh ơi. Em nghi cái điểm bữa nay mình rớt quá. Ngon nha. Trời ơi. Ngon. Ngon. Thơm nha. Ngon không con? Trời ơi, xích chắc. Thôi tụi con à, đừng có lửa xào. Đồ ăn là hai bên hai đội ăn không ai đánh giá luôn, ăn hoài luôn. Ngon. Ngon. Chắc đem về xin vỏ hộp nha. Chắc đem về xin vỏ hộp nha. Ôi trời, quá ngon đó. Vỏ hộp là lát lên máy bay cái đem về luôn rồi. Không, cái này thật sự nó ăn nó không bị mặn nè. Gạo muối mà không hề bị mặn và cái thịt nó chắc hơn và nó thơm hơn cái gà tươi của mình. Đúng rồi. Kết hợp với lại những cái rau mùi nữa. Một cái đũa nó có đầy đủ tất cả hương vị luôn. Này mà uống thêm miếng sinh tố lúa mạch nữa nè. Vậy chấm điểm đi chị. Thực sự là 1-9-1-10. Rất là ngon, đây là công tâm nha, là anh Hà trộn rất là ngon. Sau cái chương trình này là chắc chắn là anh Hà phải chia sẻ là cái bí quyết trộn. Yes. Ngoài ơi. Tao cần 3 giây thôi. Trời ơi, xin xem bàn thi. Trời ơi. Hai cái món hôm nay không biết chấm nào nhưng mà thực sự là em xin lỗi anh Hưng là em chọn món này. Em xin lỗi anh Hưng là em chọn món này. Yeah! Không phải đâu, như thế này nè, mình phải công tâm á, tại vì đội của Hưng ít tiền. Dạ. Không thể nào mà lựa được cái nguyên liệu mà nó đắt. Dạ. Nên bắt buộc là phải lựa một cái món bình dân nhất. Và thật sự là khi mà mình ăn một miếng vào thì thấy cũng rất là ngon chứ không phải là thân tình gì đâu. Còn nói chung là cái này thì không, hôm nay không chấm điểm, nhưng mà em xin chọn cái này. Dạ. Vui quá. Vậy là hôm nay đội của em thắng 3 vòng đều nhờ ăn gian hết. Còn chẳng cái gì con em viên này. Hả? Vậy là trong phần thi nấu ăn thì đội chiến thắng đó thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và chị Nam thôi. Thấy chưa, đưa cái dĩa lên rớt ổ mì là em thấy có điểm rồi. Tóm lại vậy nè, anh nghi lắm.
What? Nghi cái gì mà nghi? Nghi gì nữa? Không nói đâu, không nói. Trời ơi, thua thì thua đi, thua sấp mặt rồi. Thắng cũng thắng rồi. Hôm nay Đàm Vĩnh Hưng sao nè? Thua trắng. Nhưng anh vẫn có một sự nghi vấn rất lớn. Để nói cho em nghe. Ôi, rồi em nghe một cái thông tin kinh khủng thiệt á. Nghe gì vậy? Còn không hầu biết con điên nữa đâu. Trời ơi, đừng có diễn kịch nữa. Thôi nha, bây giờ mình tuyên bố mình giải tán nào. Chương trình hết nào. Em không ngờ luôn á. Đó, ekip anh em nghệ sĩ mình không mà không ngờ cái chuyện nó xảy ra. Lý do vì sao mà hôm nay mình bị như vậy? Rồi, tuyên bố rồi, thông báo. Và xin được thay mặt cho ekip thực hiện đại chiến ẩm thực, xin cảm ơn chị Madam Hoàng rất là nhiều. Và chương trình của chúng tôi xin đây kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin cảm ơn. Hết rồi. Thôi, đường nào bên kia cũng thắng rồi, tại vì ôi, tuyên bố rồi là bây giờ ao chương trình đi, ao chương trình đi. Công nghệ va là tôi lắp sẵn ở đây hết trơn, làm sao qua mắt được. Nó là cái gì? Bây giờ nhìn đi. Tôi sẽ đi xin gà của muôi. Ê, trời ơi, em. Trời ơi, trời đâu anh. Cho anh xin hai anh gà của muối thôi. Làm gì chứ? Mai thi. Thi gì? Giải trí ẩm thực. À, cái cuộc thi của anh Hưng hả? Ừ. Em làm giám khảo nè. Vậy thì đúng rồi. Anh sẽ làm gà của muối rồi em chấm anh giải nhất đi. Cái gì vậy bà đời? Gì vậy, trời ơi, cái món này ngon lắm. Trời, nhưng mà anh biết đấy. Nhưng trời ơi, cũng được đâu. Mấy tập kia trời ơi, tao thua sấp mặt rồi. Phát hiện ra thì sao? Làm sao phát hiện được? Vì tao là thương hiệu, đại diện thương hiệu mà tôi đi không ăn gạo muối, tôi thích làm gạo muối. Rồi sao rồi anh bóc luôn hả? Anh là sao? Đúng rồi thì anh làm gỏi thôi. Anh làm gỏi luôn hả? Ừ. Hai con hả? Hai con thôi được rồi. Nhá, ngày mai nhớ này, Hưng làm món gì em cứ khen tới tấp cho anh. Nhưng cuối cùng em dập nó xuống, nó thua. Em đừng có sợ, trời đất ơi, có ăn với em biết thôi, hiểu không? Ai biết được. Tay ngót tay đi. Cái này. Em sợ lắm luôn đó. Sợ chứ. Mà anh có chắc chắn anh làm ngon không đó? Được, em biết anh làm gỏi nó ngon rồi mà. Đúng rồi, em biết anh mấy lần anh làm gỏi ba khí ba đồ được ngon đấy. Đây. Ngon đúng rồi. Ui trời ơi, cho nên. Nhớ nha, phải làm ngon nha. Nhớ chấm cho anh nghe chưa? Nghe chưa? Nha, bye bye, cảm ơn nha. Hưng ơi, tao sẽ thắng vẻ vang tập này. Sự thật đi, luôn chỉ có một. Sao? Bây giờ nè, cho dù có cái chuyện gì xảy ra ở đây, hết người ta có đi đường sau, cửa hậu, cửa sổ gì thì kệ người ta. Miễn sao ta có kế hoạch sắp xếp trong đầu người ta thì thôi. Anh nghĩ là số này là số cuối em làm host rồi đó. Thắng. Nhà đầu tư người ta đây mà. Nhưng hôm nay có nhà đầu tư mạnh hơn. Vậy thì tôi dõng dạc tuyên bố lại một lần nữa. Vâng, thắng thuộc về đội của ngoại Vũ Hà và diễn viên Nam Thơ. Thật là mẹ nó vàng, thật là thẻ vàng. Thật là ăn gian, thật là ăn gian mà. Ôi, đó coi người ta đi thi, người ta có hở để có đầu tư. Đó là chuyện bình thường. Ủa, chứ không phải cái loại đi thi mà không biết một cái gì hết. Rồi cái tự nhiên là có bao nhiêu thì mua bấy nhiêu. Rồi làm anh là ôi trời ơi. Mà tụi em nhận thua rồi. Mày nói gì? Rồi, vậy đi. Mày nói mày không muốn gì, không có gì là gì. Hả? Hai con này mày làm tính sao cho tao đây? Ủa, cái này là chương trình sắp đặt cho tao làm sao tao biết gì được. À, vậy là anh cơ cấu. Không có cơ cấu cả cái chương trình này. Hôm nay là cái nhà đầu tư là ai nè? Đây. Chứ không phải là bày đầu tư nữa đâu. Tôi đi gặp nhà bếp chồng muốn gọi này đây. Thì quý vị phải tưởng tượng đi. Đó, từ hồi nào đến giờ tụi coi từ tập bây giờ 6 tập thứ 7 cái gì. Đừng vậy mà. Không, tao vạch mặt ra luôn. Ngoại không quê nhưng mà con quê. Thôi thôi. Trời ơi, đừng có nghiệp nữa. Gà đây nè, gà trộn ở đâu ra? Trời ơi quý vị ơi, bây giờ quý vị coi vào mặt em, đừng có quay cho nó. Thì em xin nhắc lại là 6 tập trước Đàm Vĩnh Hưng là một người là đầu tư thắng hoài luôn. Còn bây giờ người ta thương tôi, là ma đây hàng thương tôi, tội nghiệp tôi. Tài trợ cho tôi cái tập này thì tôi phải thắng chứ. Đó, đây là đại diện hình ảnh đó. Ủa chứ bình thường. Thắng đi. Gỡ gạt lại một cái hên cho con đó. Hên cho con đó. Hôm nay đừng được thắng. Tài trợ. Thì đâu có tài trợ đó con. Cho nên cái gì mà tài trợ là ok hết, nghe chưa? Ra đời thì phải như thế. Thấy tài trợ là nhào vô, nghe chưa? Ngoài ơi, nhiều đó đủ rồi, giờ mình đi tích phước. Đi thôi. Địa bàn Vĩnh Hải có 5 thôn, thì trong đó thì có 2 thôn là dân tộc Rắc Lây, đó là thôn Đá Hang và thôn Cầu Gãy, là hiện nay chúng ta đang ngồi trên địa bàn của thôn Cầu Gãy. Thôn này thì cái điều kiện về sinh hoạt cũng như là cơ sở vật chất hiện còn rất là khó khăn, và chúng ta đang ngồi đây là trường Cầu Gãy, nó trực thuộc của trường tiểu học Vĩnh Hy, có nghĩa là các em sẽ học ở điểm trường này, giáo viên sẽ lên đây dạy, bởi vì số lượng học sinh ở đây rất là ít.
Điều kiện của các em ở đây cũng rất là khó khăn, đi xuống cách ủy ban xã là khoảng 13 cây số, và hiện nay muốn đi qua thôn Cầu Gãy là chúng ta phải qua cái cầu treo. Hello. Đàm Vĩnh Hưng không? Và tất cả các nghệ sĩ nè, trong cái chương trình Đại Chiến Ẩm Thực sẽ về sẽ tặng quà cho các con. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào đón nào. Cái số dân ở đây thì hộ nghèo và cận nghèo chiếm đến 50%, nên cái đời sống cũng còn hết sức là khó khăn. Hiện nay thì đối với điểm trường của thôn Cầu Gãy thì có 2 cơ sở. Đối với các cháu học mẫu giáo là hiện nay là khoảng 25 cháu. Và đối với điểm trường tiểu học thì từ lớp 1 đến lớp 5 là khoảng 45 cháu. Ba mẹ thì chủ yếu ở đây là làm lúa, và một số ít thì có làm nương rẫy trồng cây ăn trái. Và số còn lại thì đi làm thuê cho các cái doanh nghiệp cũng như các công trình trên địa bàn. Và cái trình độ văn hóa thì cũng còn thấp so với các địa bàn khác, nên là cái việc mà thu nhập thì nó cũng còn hạn chế. Chúc cho các nghệ sĩ của chúng ta luôn nhiều sức khỏe, luôn có nhiều các cái hoạt động thiện nguyện để giúp địa phương cũng như là các cái địa phương khác trong địa bàn của tỉnh nói chung và địa bàn cả nước nói riêng. Xin gửi lời cảm ơn rất là nhiều ạ. Và Tuệ Hương cũng xin cảm ơn cô Hương Hoàng. Cô Hương Hoàng là người đã mang lại nhiều cái điều đẹp ở khu vực này, và cái phần quà ngày hôm nay cũng chính do cô Hương Hoàng hỗ trợ cho trường và cho các con. Anh thay mặt chương trình, thay mặt các anh chị nghệ sĩ cảm ơn Hương Hoàng, quán bà Hương và những dự án của bà Hương ở tại vùng đất này, Vĩnh Hy này sẽ ngày càng phát triển. Một tràng pháo tay cuối cùng nha, dành cho cô Hương Hoàng. Ta muốn làm cho mày một điều rất là bất ngờ. Mở mắt ra. Trời ơi. Ngày hôm nay ta sẽ bắt con vợ để về làm vợ của ta suốt đời. Alo, alo. Theo ta. Trời ơi. Đi ra. Lên. Chiều đâu rồi? Mấy giờ mình lấy đồ ra mình đốt lửa chạy chưa? Ôi trời, trời. Quạt nhẹ thôi con, quạt lên, quạt xuống. Đó, con quạt đủ rồi, ôi, con gà này có phước này. Ngoài đang làm đám ma cho con gà hả? Ngoài đây đứng đó giả chày, giả đi giả lại bầy nhầy thấy ghê.